chiếc điện thoại đó sẽ có số của tất cả những cái em mát xa đỉnh. Quay gì? Chào bạn, các bạn nhớ đăng ký cho cái Lâm Nấm nhá. Chiếc điện thoại mơ ước của em nó là những chiếc điện thoại như kiểu Tony Stark trong Iron Man 2 ấy. Phải đắt tiền. Và đi đâu người ta nhìn điện thoại của em người ta cũng biết đấy điện thoại đắt tiền. Điện thoại mơ ước của Tú là nó có màu vàng. Với cả điện thoại màn hình không được phẳng mà phải có hai cái bướu. Nope. Màn hình Oppo Find X này, camera pha trộn giữa P20 Pro và iPhone X này, pin 5000 này mà không nổ, RAM 2TB. Điên. Lo mà làm video đi, vào vẫn. Thì những video trước đó là mình phỏng vấn vui thôi. Tự nhiên mình nghĩ đến là chiếc điện thoại mơ ước của mỗi người là gì. Các bạn hãy comment chia sẻ phía dưới nhé. Và chiếc điện thoại mơ ước đối với mình là một chiếc điện thoại mà chúng mình thích nhưng mà vẫn chưa thực sự sở hữu. Thì mình cũng không có quá nhiều những cái cao sang như là Lâm Nấm thì thích điện thoại của Avenger đâu. Mình thực tế hơn, chiếc điện thoại mơ ước của mình chính là iPhone 7 Plus mặc dù mình không mua và đang không sử dụng. Và mình sẽ nêu ra những lý do tại sao mình thích iPhone 7 Plus nhé các bạn. Đặc biệt là phiên bản màu Rose Gold, màu mà mình cực kỳ thích, nữ tính vô cùng. Thứ nhất thì iPhone 7 Plus ra mắt vào năm 2016, khi đó thì mình vẫn đang sử dụng iPhone 6, cho đến tận năm 2017 mình mới đổi điện thoại. Và vẫn không phải là 7 Plus. Những lý do mà mình thích iPhone 7 Plus thời điểm đó, thứ nhất thì đầu tiên mình yêu ngay cái nhìn đầu tiên với cụm camera kép. iPhone 7 Plus chính là chiếc smartphone đầu tiên của Apple được trang bị camera kép có cho phép chụp ảnh xóa phông. Thực sự là một người dùng iOS thì thời điểm đó mình cực kỳ mê để có thể trải nghiệm những cái tính năng chụp xóa phông nghệ thuật ở trên iPhone 7 Plus. Tiếp theo đó chính là về thiết kế thì cái giải anten khá là vô duyên trên đời 66S thì trên iPhone 7 7 Plus đã được làm trông duyên dáng hơn một chút với sát mép ở trên. Đấy là đối với thẩm mỹ cá nhân của mình. Bên cạnh đó thì iPhone 7 Plus thời điểm đó cũng gây được xôn xao dư luận vì nó có quá nhiều phiên bản màu sắc cho các bạn lựa chọn. Bên cạnh màu hồng Rose Gold mà màu mình thích và những cái màu sắc truyền thống cơ bản của Apple như là vàng rồi là bạc thì chúng ta còn có thêm Matte Black này, Jet Black và thêm cả màu đỏ nữa. Trời ơi, quá nhiều sự lựa chọn. Ngoài ra thì thời điểm đó với sự ra mắt của iPhone 7 Plus thì đây là một sản phẩm có cấu hình mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì nó có một dung lượng pin lên tới 2900 mAh và dòng Plus của iPhone vẫn cho cái thời lượng sử dụng đảm bảo hơn so với những cái dòng thường nhỏ. Và đến thời điểm hiện tại thì iPhone 7 Plus vẫn là một sản phẩm các bạn đáng để lựa chọn ngay bây giờ. Tại vì sao? Thứ nhất là trong phân khúc cận cao cấp tầm giá khoảng 14-15 triệu thì iPhone 7 Plus vẫn là một sự lựa chọn đáng mua với cấu hình mạnh mẽ, với con chip là Apple A10 Fusion thì nó vẫn đáp ứng được cho các bạn tất cả những cái nhu cầu chơi game và các tác vụ cơ bản thông thường thì gọi là quá là xuề xòa, xoàng luôn, nhầm, lộn. Và về thiết kế thì em này thiết kế không hề lỗi thời. iPhone 7, 7 Plus vẫn là một sản phẩm là những sản phẩm mà gần đây nhất và những sản phẩm cuối cùng sở hữu một thiết kế là khung nhôm nguyên khối. Phải nói rằng từ đời iPhone 8 đổ đi là chúng ta đã có những thiết kế mặt lưng kính của Apple rồi. Và đối với mình thì mình đánh giá cái thiết kế khung nhôm nguyên khối này nó sẽ chắc chắn hơn, bền hơn và cảm giác là không dễ bị rơi vỡ như mặt lưng kính ấy. Bên cạnh đó thì những cái yếu tố khác như là về camera vẫn là chụp ảnh tốt này, về dung lượng pin cũng dòng Plus thì là ngon rồi. Và đặc biệt hơn, thời điểm hiện tại mọi người có rất nhiều sự lựa chọn các phiên bản iPhone 7 Plus. Bên cạnh những sự lựa chọn đến từ hàng mới, hàng chính hãng thì chúng ta còn có hàng đã qua sử dụng line new. Bản 32GB mình có tham khảo trên Cellphone S thì có hơn 10 triệu thôi. Đặc biệt một phiên bản nữa là hàng CPO. Đây là một sự lựa chọn mà có rất nhiều bạn yêu thích. Phiên bản 32GB thì có giá chỉ có 14.700.000 thôi, cũng ở Cellphone S. Và Vinh đã nói rất nhiều về hàng CPO rồi. Anh em có thể tham khảo nhiều video khác ở trên kênh Nhật Vờ. Tóm lại thì ngày xưa mình thích 7 Plus là về thiết kế cụm camera kép, rồi là cấu hình tốt, pin tốt. Thời điểm hiện tại thì đây vẫn là một sản phẩm đáng mua. Anh em nào mà cũng có cùng quan điểm với mình, cũng yêu thích và mơ ước một chiếc điện thoại nào đó thì cũng có thể comment chia sẻ ý kiến phía dưới luôn nhé. Và đừng quên, nếu như mọi người định mua iPhone 7 Plus thì hàng CPO tại Cellphone S đang có mức giá chỉ có hơn 14 triệu thôi. Link mình đã để sẵn ở phía dưới rồi. Cảm ơn nhá. Không cần cảm ơn đâu. Bye bye. Nhớ like, share, subscribe và với Studio. Bye bye.